Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lash Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 249 được mang tên là Ra Tay của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Lash Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, rồi cái đoạn này là sẽ quảng cáo nè Lát sẽ chèn quảng cáo vào cái đoạn này Rồi sau đó sẽ tới chuyện <laughs> Rồi chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người Một nơi nào đó bên trong tuế Nguyệt Tháp Trên một vùng đất hoang vu phủ đầy đá vụn Gió lạnh hiu hiu thổi Xuất hiện một tòa miếu màu đen trắng đứng trơ trội lẻ lôi một bóng người cổ quái đang ngồi tựa vào một cây cột trụ phía dưới tòa miếu, tay chân người này vừa dài vừa to, làn da trên người màu đỏ lửa, mái tóc trên đầu đỏ rực như lửa, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện từng đám lửa đỏ nhảy nhót. Người này không phải ai khác, chính là kỳ ma tử, kẻ vừa mới đại chiến một hồi với hàng lập. Chỉ thấy hai tay của gã hợp lại phía trước ngực, thân hình phiêu phụ trên không, trên thân tầng tầng lớp lớp kim quang nhộn nhạo không ngừng, hiển nhiên là đang tu luyện một loại cao giai công pháp nào đó. Một lát sau, hai mắt của gã bỗng nhiên mở to ra, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ một bộ công pháp đoạn thời lưu hóa tập mà các ngạ hân năm tu luyện mà vẫn chưa có triển vọng gì. Lão tổ ơi là lão tổ, đại ngũ hành huyền thế quyết đến tổ cùng, á, ngươi chân truyền cho ai đây? Chẳng lẽ tử tử kia cũng là đệ tử của lão nhân gia ngươi hay sao? Kỳ ma tử nghiến răng khen két, cầm phẫn nói. Sau một hồi trầm ngâm, gã lại tự suy đoán. Hay là tiểu tử này á, là con chuột lông xám kia, nằm đó ở trong tông môn nghe lén giảng đạo, nhưng rất nhanh gã liền lắc đầu bác bỏ suy nghĩ này. Nếu là chỉ dựa vào nghe lén mà biết được bí mật của đại ngũ hành huyễn Thế Quyết, như vậy gã và mấy vị sư huynh sư đệ kia đều là phế vật ở trong phế vật rồi. Cũng may là cái này tự hộ mới tu luyện được một chút cha lông thôi. Ảnh hưởng của ngũ hành huyện Thế Quyết không duy trì được hiệu quả quá lâu. Để ta coi phục tu như như cũ, lần sau gặp lại tuyệt sẽ không cho hắn nữa điểm cơ hội đâu. Nếu như không chiếm được công pháp này, cũng phải giết chết hắn, nếu không sau này nhất định sẽ thành đại hỏa đây. Kỳ ma tử từ từ phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng bất chút lo lắng, thì thào lẩm bẩm một mình. Dứt lời ánh mắt của gã ngưng tụ lại, hai tay lần nữa bấm pháp quyết, tiếp tục điều tức tu luyện. Cùng lúc đó, ba người hàng lập xuất hiện phía trên một mảnh băng nguyên, chỗ ba người đúng là một khối băng rất dày. Nhìn khắp xung quanh có thể thấy rất nhiều băng sơn lẫm chởm, tảng mắt xa quang mang rực rỡ, hàng phong ở trên băng nguyên càng lúc càng thổi mạnh giống như một con rồng điên cuồng gào thét thổi băng vung bay loạn xạ cách mấy trăm trượng phía sau ba người một ngọn băng sơn cực lớn đứng sừng sững bên trên khảm nạm một cánh cửa không gian chớp động ánh sáng đỏ rực một cái tấm bia đá vững chải nằm cạnh cánh cửa bên trái viết một chữ bốn thấy tình cảnh trước mắt này ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không buông lỏng cẩn thận dò xét cảnh vật ở xung quanh đuôi lông mày của hàng lập khẽ nhướng lên trong không gian nơi đây cấm chế thời gian so với tầng thứ ba càng mạnh hơn, thân thức bị hạn chế càng lớn hơn, chỉ có thể phát ra một nửa so với ở tầng ba, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến độn tốc. Đi thôi, giờ xét thử bốn phía một chút đi. Tô An Thiến nhẹ nhàng nói, đồng thời thân hình bay vụt lên. Hàng Lập và Cận Lưu cũng bay lên, ba người chọn một phương hướng rồi cùng bay đi. Hàng Lập vừa phi độn thì ánh mắt chợt lóe lên, tốc độ phi hành ở tầng này đúng là như hắn dự đoán, bị ảnh hưởng rất là lớn chỉ bằng một nửa lúc ở tầng 3. Đương nhiên ba người cũng không toàn lực phi hành, mà vô cùng cẩn thận, tùy thời cảnh giác tình huống ở xung quanh. Hàng lập phi động về phía trước, trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng cẩn thận, triển khai toàn bộ thần thức giám sát động tĩnh ở xung quanh. Tuy rằng hắn đã sớm nghi ngờ kỳ ma tử ở bên trong bí cảnh, nhưng lần xuất hiện này đã cho hắn một cái đả kích rất là lớn. Hắn vốn cho rằng lần này thực lực của bản thân tăng mạnh rồi, nếu đối mặt với kỳ ma tử, dù không địch lại thì vẫn thừa khả năng tự bảo vệ mình nhưng không ngờ lại chật vật đến như vậy. Phiền toái hơn nữa chính là toàn bộ các loại thần thông như là chân ngôn bảo luân hiện giờ đã không cách nào thi triển nữa. Thần thông giảm xuống chỉ còn phân nữa. Tuy rằng kỳ ma tử bị đại ngũ hành huyễn thế quyết đột biến gây thương tích, nhưng không tác động đến căn cơ nên không biết đối phương có khi nào lại đột nhiên xuất hiện hay là không. Hơn nữa, cho dù gã không đến, nếu mà cứ tiếp tục tiến lên tầng cao hơn ở trong tuế nguyệt tháp này, không sớm thì muộn, hai người sẽ gặp nhau, đến lúc đó chỉ sợ là không tránh khỏi một trận tử chiến. Lần này không hiểu trời xuôi đất khiến như thế nào, chính mình dường như thi triển ra một loại bí thuật trong đại ngũ hành huyện thế quyết, dường như đã lừa được kỳ ma tử. Nhưng với sự thông minh của đối phương chỉ sợ lúc này sớm đã khôi phục tinh thần rồi, lần sau mà gặp nhau cũng không thể nào trốn tránh được nữa. Chỉ sợ phải chân chính đánh nhau đến độ người chết ta sống. Hàng lập khẽ thở dài, nuốt vào hai viên đang dược khôi phục tu vi, toàn lực vận công luyện hóa, khôi phục tiên linh lực bị tiêu hao liên tục kịch chiến tiên linh lực trong cơ thể của hắn cũng tiêu hao không ít rồi theo đang dược luyện hóa tiên linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục lại nằm ngoài dữ liệu của hắn là các vật như là cùng một bộ thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân vốn đã nằm im trong cơ thể nay lại bắt đầu trục trịch có dấu hiệu thức tỉnh hàng lập cảm ứng được cái tình huống này trong nội tâm vui vẻ khiến cho tinh thần buông lỏng xuống một chút vì vậy càng thêm tập trung luyện hóa đang dược Tù An Thiến và Cận Lưu tự hồ cũng giống như Hàng Lập, chậm rãi tiến về phía trước, vừa quan sát xung quanh vừa khôi phục pháp lực. Thời gian trôi qua từng giờ, thoáng cái đã hơn nửa ngày. Có chút vượt qua dự đoán của ba người, từ lúc vào đây bọn họ không hề gặp qua bất cứ một cái gì cả. Không có bảo vật, không có gặp các loại nguy hiểm như là kim chúc thú hay là hỏa túi huỳnh trùng đánh tới. Mọi thứ vô cùng an tĩnh, nhưng lại lộ ra vài phần cảm giác quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy ta? đi một mạch nãy giờ mà không có nguy hiểm gì hết trơn á. Ngược lại làm tao cảm thấy có chút bất an à. Cận lưu lẩm bẩm. Lông mày của Hàng Lập cũng hơi nhíu lại. tuần này quả thực là có chút quỷ dị. Đi lâu như vậy cũng không xuất hiện ra một dấu vết đặc thù nào cả. Chỉ có băng nguyên, băng sơn, hàng phong. Nơi này quả thực là có chút cổ quái đó. Không hề có một dấu hiệu nguy hiểm nào. Nhưng mà như vậy cũng tốt thôi chúng ta hãy đi tìm cái cửa vào không gian tầng tiếp theo đi có thể không phát sinh tranh đấu mà lên được cái tầng tiếp theo cũng là chuyện tốt mà tu ăn thiến trầm ngâm nói hàng lập và cận lưu cũng không có ý kiến gì chỉ là thân thức không ngừng đảo qua mọi nơi dò xét ba động không gian phụ cận ba người cứ như vậy đi về phía trước tìm rồi nửa ngày vẫn không có thu hoạch được cái gì cả cho đến khi đi đến một ngọn băng sơn cực lớn mới phát hiện ra có một chút đồ vật khác biệt không đồng nhất với nơi đây chỉ thấy dưới chân băng sơn là một khu quần thể cung điện cung điện cũng là do một loại vật liệu màu lam tạo thành chỉ là không tản mát ra hàng khí dường như là một loại chất liệu ngọc thạch nào đó bố cục cung điện cùng kiến trúc tòa miếu cổ tầng thứ ba có chút tương tự chỉ là không có tồn tại loại quỷ khí âm trầm kia chỉ có điều cung điện giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nữa nhìn vết tích đã là sự tình trước đây rất lâu rất nhiều nơi đã bị đóng băng ba người chứng kiến cảnh này trước tiên là khẽ giật mình sau đó thoáng nhìn nhau nhìn bố cục kiến trúc nơi đây á, cùng cái tầng thứ ba rất giống nhau. Theo lời cái tên quỷ dương kia nói, mỗi tầng ở trong tuế nguyệt tháp đều giam giữ trọng phạm. Vì vậy bên trong đó có lẽ cũng giam giữ một tên quái vật nguy hiểm nào đó nữa. Chúng ta phải hết sức cẩn thận đó. Tu An Thiến thần sắc ngưng trọng nói. Ừ, không sai, cẩn thận một chút cũng không thừa đâu. Cận Lưu cũng nói. Đối với đề nghị của Tu An Thiến, Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao hắn vốn không phải là người lỗ mãn, ba người tự mình phóng ra thần thức tìm kiếm chung quanh một phen không phát hiện ra nguy hiểm gì liền phi thân nhảy xuống cẩn thận dò xét các nơi đáng tiếc vẫn như cũ không phát hiện được cái gì đặc biệt cả trong cung điện không có chút hơi thở của vật sống vẫn chỉ là băng tuyết hàng phong ba người một đường dò xét rất nhanh tới một đại điện ở sâu trong cung điện chỗ này nằm sâu ở trong điện đã không còn cảm giác được hàng phong ở phía ngoài khí lưu đã ổn định lại hàng lập bước vào đại điện ánh mắt đột nhiên lóe một cái Thế nào rồi? Thạch đạo hữu phát hiện ra cái gì sao? Tô An Thiến chú ý tới thần sắc biến hóa rất nhỏ của Hàng Lập mở miệng hỏi. Cận Lưu nghe tiếng như vậy cũng nhìn lại, lúc này gã đã sớm thu hồi sự coi thường Hàng Lập. Thấy thần sắc biến hóa của Hàng Lập trong lòng cũng rung lên. Hàng Lập không có trả lời câu hỏi của Tô An Thiến mà bước nhanh vào bên trong, đi đến một khe hở, một cái khe đá ở một góc nhỏ trong đại điện nhặt lên một vật. Đó là mấy cái sợi lông màu trắng hơi mờ. Mấy cọng lông này dài chừng nửa xích, mềm mại dị thương lại mỏng manh không gì sánh được, mắt thường rất khó mà phát hiện ra. Nếu Hàng Lập không có thần thức cường đại, đoán chừng cũng không phát hiện ra được. Đây là lông gì vậy? Nhìn tựa hồ là thứ trên thân một loại dị thú nào đó. Thần sắc tu ăn thiến khẽ động nói. Ừ, nơi đây có mấy cộng lông này, không chừng thật sự là có dị thú nào đó chiếm giữ đó. Hàng Lập lật tay thu hồi mấy cộng lông này lại, nhìn vào chỗ sâu ở trong đại điện, ánh mắt chớp lên nói bởi vì trên thân của hắn có nhiều loại chân linh huyết mạch nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức chân linh. Từ trong mấy cộng lông này, hàng lập mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức chân linh, có chút tương tự với thanh loan huyết mạch của hắn. Tu An Thiến và Cận Lưu liếc nhìn nhau, thân sắc đều ngưng trọng mấy phần. Cận Lưu hơi trầm ngâm, tay áo phất xuống phía dưới, một đạo lục quang bắn ra, xoẹt một tiếng, rơi xuống trên mặt đất phía trước. Ánh sáng thu vào, liền xuất hiện một tiểu thú màu xanh biếc ở dưới đất. Con thú này giống như hồ ly, cái mũi dài gấp mấy lần so với hồ ly bình thường. Một đôi mắt xanh biếc linh động phi thường, nhìn cực kỳ lanh lợi. Con hồ ly màu xanh vừa xuất hiện, liền nằm rạp ở trên mặt đất liên tục ngửi, sau đó chạy nhanh về phía trước. Bích tích linh hồ Đuôi lông mày của hàng lập khẽ động Xem ra kiến thức của đạo hữu quả thật uyên bác nha, vậy mà nhận ra linh thú này đó Cận lưu có chút ngoài ý muốn, cười nói <laughs> Ngẫu nhiên thấy quả trong điển tịch thôi Hằng Lập cười nhẹ rồi nói ra Hồ ly này chính là một loại trong hồ tộc Sức chiến đấu không mạnh Nhưng cặp mắt và cái mũi thì cực kỳ linh mẫn Dùng để dò đường tầm bảo cực kỳ phù hợp Chỉ là số lượng rất thưa thớt Rất hiếm người có được Có bích tinh linh hồ này đi trước dò đường Chúng ta theo sau sẽ an toàn hơn nhiều rồi Đi thôi Cận Lưu nói ra Thời gian tiếp theo ba người theo sau bích tích linh hồ Tiếp tục đi tới rất nhanh xuyên qua vài tòa đại điện. Kiến trúc phía trước đột nhiên trở nên thưa thớt, một đầu hành lang xuất hiện ở phía trước. Xuyên qua hành lang, sắc mặt bọn hắn đồng thời vui mừng, bước nhanh tới, đi vào một trong một cái đại sảnh u ám ở đằng sau. Đại sảnh lớn cỡ hai ba mươi trượng, bên trong có chút trống trải, cái gì cũng không có cả. Chỗ sâu là một cái cửa đá, trên cửa đá khả một cái quang môn màu đỏ sậm, trong quang môn là một màn sáng màu đỏ sậm nhảy múa, chính là cánh cửa không gian. Trên cánh cửa không gian này không có cấm chế, khả năng đã bị người khác phá giải rồi. Cánh cửa không gian, lần này lại không tốn chút công sức nào mà đã tìm được rồi. Tô An Thiến mừng rỡ nói ra. Tuy nói như vậy nhưng Tô An Thiến không lập tức tới gần mà triển khai thần thức ra xét rõ ràng cái đại sảnh này. Chỗ tốt trước mắt càng dễ như trở bàn tay thì cảm bẫy càng nhiều, không thể kinh thường được. Hàng Lập và Cận Lưu cũng giống như vậy. Hơn nữa Cận Lưu còn khu động bích tích linh hồ chạy đến các nơi ở trong điện dò đường Ba người dò xét một hồi lâu, trên mặt đều có chút cổ quái. Bất luận là bọn hắn dò xét cỡ nào như thế nào, thậm chí Tô An Thiến trực tiếp mở ra linh vực, như cũ vẫn không phát hiện được chung quanh có cảm bẫy nguy hiểm nào cả. Xem ra tầng này đã xảy ra chuyện gì rồi, dẫn đến cung điện nơi đây sụp đổ hơn phân nữa, tồn tại bị giam giữ ở đây hoặc là đã dẫn lạc, hoặc là đã rời đi rồi. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tới tầng thứ 5 thôi. Tô ăn Thiến nói ra, sau đó dẫn đầu bay vào cánh cửa không gian, quả nhiên không có bất kỳ dị dạng gì xuất hiện cả, thuận lợi tiến vào bên trong. Hàng Lập cùng Cận Lưu thấy như vậy cũng đi theo, tiến nhập vào cánh cửa không gian. Cảnh sát trước mắt hai người biến ảo xuất hiện ở một cái cồn cát ở trên sa mạc. Trên sa mạc cũng có cuồng phong gạo thét, cát vàng đầy trời, nhìn ra bốn phía không thấy điểm cuối, rộng bao la không gì sánh được. Trừ điều đó ra, xung quanh lọt vào tầm mắt mọi người là từng tòa thổ sơn, nhiều năm bị gió lớn quét qua, hiện ra các hình thù kỳ quái, nhìn có chút kỳ lạ, Tô An Thiến giờ phút này đang lơ lửng giữa không trung, đang nhìn chung quanh dò xét. Nơi này có chút cổ quái nha. Hàng Lập và Cận Lưu cũng nhìn chung quanh. Cấm chế thời gian ở trong hư không nơi đây càng thêm cường đại, thần thức ba người giờ phút này chỉ có thể dò xét ra khoảng cách chừng một thành. Cấm chế thời gian trong hư không nơi đây không chỉ làm giảm phạm vi thần thức rất nhiều, hơn nữa còn phản phước như một tảng đá đặt ở trên thần hồn ba người, ảnh hưởng đến độ chính xác của thần thức dò xét. Sắc mặt ba người hàng lập đều rất trầm trọng. Đi thôi. Nếu cái tháp này chỉ có 7 tầng á thì cũng chỉ còn lại 3 tầng cuối cùng thôi, hy vọng tầng này cũng có thể thuận lợi thông qua. Tô An Thiến nhẹ thở ra một hơi rồi nói, kết quả là ba người càng đi về phía trước, gió ở không gian nơi đây càng lớn, cạo mặt đất mất một tầng, vô số đá vụn to to nhỏ nhỏ bị quấy lên cuốn vào trong gió, che khuất bầu trời, phản phất như bão cát. Ngay lúc phi độn, ánh mắt của hàng lập bỗng sáng lên, đột nhiên ngừng lại, nhìn về cuồng phong quay cuồng phía trước. Thạch đạo hữu nè, sao vậy? Hai người tu ăn thiến thấy như vậy cũng dừng lại rồi hỏi Gió này có chút cổ quái đó Cũng không phải là tự nhiên hình thành đâu Mà dường như có người đang thâu túng Hàng lập nhíu mày nói ra Hai người tu ăn thiến nghe như vậy thì khẽ giật mình Tra xét rõ ràng cảnh vật ở xung quanh Rất nhanh thân sắc đều khẽ biến Cả hai cũng phát hiện ra dị trạng của cuồng phong xung quanh Trong gió ẩn chứa từng tia từng tia ba động nguyên khí Đúng là có người đang thâu túng Xem ra tầng này không giống cái tầng thứ tư Dễ dàng thông qua được rồi Làm sao giờ đây có nên đi qua nhìn xem thử không vậy? Cận Lưu nhẹ nhàng hỏi, có thể gây nên gió lốc quy mô lớn như vậy, thực lực tất nhiên không thể coi thường, nói không chừng chính là tồn tại bị giam ở tầng này. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, cánh cửa không gian các tầng đều đặt gần các vật bị giam giữ, muốn thông qua tầng này nhất định phải đi qua, chỉ sợ không có phương pháp để lách đi được rồi. Tô An Thiến trầm ngâm một chút rồi đáp. Không sai, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp chứ, trong mắt của hàng lập hiện lên tinh quang gật đầu đồng ý cận lưu cũng chỉ hơi chần chờ một chút tô an thiến và hàng lập đều đồng ý gã cũng không phản đối nữa ba người rất nhanh bay tới đằng trước theo hướng ba động nguyên khí trong hư không một đường truy tìm tới càng đi về phía trước cuồng phong càng lớn ba động nguyên khí trong gió càng thêm mãnh liệt cho nên ba người không chút lo lắng sẽ bị truy tung một đường tiến lên phía có ba động nguyên khí mãnh liệt các loại thổ sơn trên sa mạc phía trước càng ngày càng dày đặc thể tích càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một cái dãy núi liên miên màu vàng đất. Gần nửa canh giờ trôi qua, ba người rốt cuộc tìm được đầu nguồn của nguyên khí trong gió. Ba người đáp xuống gần một hẻm núi bí mật lớn chừng mấy trăm dặm, đồng thời tự mình thi triển bí thuật che giấu khí tức, nhìn tới phía trước, chỉ thấy hẻm núi giờ phút này cuồn cuộn mấy chục cục lốc xoáy vòi rồng màu trắng thô to, mỗi một cục lốc xoáy đều lớn chừng trăm trượng, dài mười mấy dặm xông thẳng lên trời. Mà bên trong cục lốc gió xoáy ẩn chứa linh lực, còn có lực lượng pháp tắc cực kỳ khủng bố, cơ hội có thể hủy thiên diệt địa. Giờ phút này chúng phản phất như từng cái vòi quơ quào, hết thảy chủ nào bị quơ trúng sẽ bị dễ dàng xoắn nát mà nuốt hết. Mặt đất và bầu trời đều bị rung chuyển, rung động ù ù. Trong một cục lốc xoáy màu trắng lớn nhất mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, chỉ là vì cái cục lốc xoáy cách trở cho nên không thấy rõ hình dạng, lực lượng pháp tắc trong cục lốc cuồn cuộn khiến thần thức cũng vô pháp dò xét vào mà phía trước mấy chục cái cục gió xoáy có một đám tu sĩ đang bay múa khoảng năm sáu người cùng thi triển thần thông chống lại những cục xoáy kia là bọn hắn ánh mắt của hàn lập khẽ động đám người kia chính là bọn người lôi ngọc sách tại tầng thứ nhất chia tay bọn hắn theo thứ tự là lôi ngọc sách văn trọng đôi thanh niên nam nữ áo đen còn thêm nam tử thanh niên lúc trước xuất hiện cùng kỳ ma tử ngoại trừ năm người này ra còn có một người nằm ngoài dự liệu chính là lam nhang chạy thoát từ trong tay của hắn Tù Thiến và Cận Lưu thấy rõ sáu người phía trước, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn 10 cục lốc xoáy màu trắng kia có uy lực mạnh mẽ kinh người, mặc dù sáu người lôi ngọc sách dốc toàn lực, tự mình thôi động thần thông tiên khí đến cực hạn nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, liên tục lùi về phía sau. Càng thêm kinh người là hàng lập rõ ràng cảm giác được, thân ảnh ở trong cục lốc xoáy màu trắng cũng chưa dốc hết toàn lực, tựa hồ là đang chơi đùa cùng bọn người lôi ngọc sách. Chỉ <laughs> bạn thật là các ngươi như vậy cũng muốn đi đến tầng thứ sáu sao Thật là không biết tự lượng sức mình Hay là theo giúp tại chỗ này hảo hảo chơi đùa một chút đi Một âm thanh sắc nhọn chói tai từ trong lốc xoáy truyền ra Cười lớn khàn khặt Vừa trước lời tiếng thét nổi lên Các cục lốc xoáy vốn tách riêng bay múa bỗng nhiên hợp lại làm một Hóa thành một cục lốc xoáy màu trắng vô cùng thu to Cuốn cả sáu người vào trong đó cột lốc xoáy màu trắng to lớn vô cùng phản phất như một cột trụ kình thiên sức gió càng mãnh liệt gấp mấy lần rất có uy thế làm thiên địa biến sắc tiên khí của đám người lôi ngọc sách bị thổi quay tròn đảo quanh ngã trái ngã phải căn bản không phát huy được bao nhiêu uy năng thân thể mấy người lại bị giam cầm trong cột lốc xoay quanh nó không cách nào thoát ra được xa xa tô an thiến và cận lưu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt đều biến sắc lôi ngọc sách ở kim nguyên tiên vực là cao thủ ai cũng biết cả thực lực những người khác cũng không yếu không ngờ dễ dàng bị giam cầm như vậy mà lông mày của hàng lập cũng nhíu một cái cột xoáy màu trắng kia nhìn cũng không thần kỳ gì ẩn chứa trong đó cũng chỉ là pháp tắc phong thuộc tính thôi vậy mà uy năng to lớn như vậy dù là hắn muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn hả không đúng trong mắt của hàng lập lóe lên tử mang trong miệng lên tiếng kinh hô Tuần thứ năm này ảnh hưởng đến thần thức quá lớn cảm giác không đủ rõ ràng hắn lấy cửu u ma đồng quan sát lúc này mới phát hiện ra bí mật của cái lốc xoáy màu trắng trong cục lốc xoáy này tựa hồ ẩn chứa hai cỗ lực lượng pháp tắc phong thuộc tính khác nhau dung hợp hoàn hảo với nhau khó có thể phân ra được thì, thì ra là, là vậy cục lốc xoáy lốc màu trắng này là thần thông dung, dung, dung hợp hai loại pháp, pháp tắc di lực mà thành khó trách, trách lại lợi hại như vậy trong nội tâm của hàng lập chợt bừng tỉnh dung hợp pháp tắc hội tụ uy năng lại gia tăng mạnh như vậy chỉ là dung hợp pháp tắc thực sự quá mức khó khăn hắn đi tới chân tiên giới đã nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ mới gặp qua mấy người thi triển loại thần thông này năm đó công thu cửu cùng đồng bọn giám sát tiên sứ lam nhang cùng lam nguyên tử thậm chí thời gian pháp tắc của hắn cùng luân hồi pháp tắc của giao tam cũng đã từng cộng hưởng với nhau tuy vậy những lần dung hợp pháp tắc kia đều hết sức nông cạn so với mức độ dung hợp của cái lốc xoáy màu trắng thì hoàn toàn kém xa ánh mắt của hàng lập chớp động âm thầm suy đoán mấu chốt trong dung hợp pháp tắc sau một lúc không có đầu mối gì trong nội tâm lặng lẽ thở dài một tiếng dung hợp pháp tắc vốn là bí thuật cao thâm khó hiểu vô cùng hiếm thấy Tự nhiên rất ít người ghi chép vào điển tịch. Nếu có đi nữa, điển tịch trân quý cỡ này cũng sẽ do cực ít người nắm giữ, cực kỳ hiếm khi lưu truyền ra ngoài. Những năm này, hắn đều đơn độc tu luyện, mặc dù tự do tự tại nhưng không có người chỉ điểm, cho nên thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm. Xem ra sau khi rời khỏi đây, hắn phải nghĩ biện pháp tìm người thỉnh giáo việc tu luyện pháp tắc cùng linh vực cho thật là tốt. Hắn bây giờ đã có luân hồi chi tử, chỉ cần chịu hao tổn thiên nguyên thạch, có lẽ sẽ tìm được người bên trong luân hồi điện chỉ điểm cho. Các người chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Thật sự quá yếu rồi, quá thật đã làm cho ta thất vọng rồi đó nghe. Ngay khi suy nghĩ trong đầu của Hàng Lập quay trở lại, thanh âm của thương ảnh bên trong cục lốc màu trắng một lần nữa truyền ra, bộ dạng thất vọng. Đám người lôi ngọc sách nghe thấy như vậy, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng huyết hồng, tất cả khẽ quát lên một tiếng, quanh thân phát ra quang mang rực rỡ, từng người thi triển ra thần thông linh vực. Nhất thời đủ loại linh vực hiện ra, chồng chất lên nhau cùng một chỗ, Linh vực màu vàng của lôi ngọc sách là to lớn mạnh mẽ nhất. Bên trong linh vực xuất hiện rất nhiều ngọn núi màu vàng. Trên đỉnh núi cắm đầy mũi kiếm màu vàng sáng bóng như tuyết, bộc phát ra kiếm ý lăng lệ ác liệt như có thể xuyên thủng bầu trời. Một mảnh linh vực mở ra, đám người lôi ngọc sách lập tức ổn định lại, không còn nghiêng ngả theo lốc xoáy nữa. Sắc mặt của lôi ngọc sách nghiêm nghị, miệng niệm chú ngữ, hai tay liên tục biến ảo, đột nhiên kết thành một cái kiếm quyết. Kiếm quyết vừa thành, kim quang trên người gã lóe lên, một hồi âm thanh xùy xùy gào rít vang lên năm sáu chục cái sợi tơ màu vàng từ trong cơ thể bắn ra mỗi một sợi đều phát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt chính là những sợi tơ pháp tắc bên trong linh vực của lôi ngọc sách những mũi kiếm như được triệu hoán đều ào ào bắn ra dung nhập vào trong những cái sợi tơ pháp tắc màu vàng những sợi tơ màu vàng lập tức phát sinh biến hóa sau một hồi đan xen quấn lấy nhau rồi biến thành năm sáu chục thanh cự kiếm màu vàng hình dạng không giống nhau có thanh lớn như cánh cửa, cũng có thanh thôn dài mảnh mai nhỏ như cây kim. Có thanh thì hình dạng như là các con thú, rồng, hổ, vân vân. Điểm duy nhất giống nhau chính là trên mỗi thanh kiếm đều phát tán ra khí tức cuồn cuộn mênh mông, tựa như có uy lực phá biển chống trời. Trong linh vực, năm sáu chục thanh cử kiếm màu vàng như cá bơi trong nước bay lượn liên hồi. Mặc dù trên mỗi thanh đều phát tán ra kiếm ý trùng thiên, nhưng lại không mảy may xung đột với nhau, mơ hồ hình thành một kiếm trận kỳ quái, kiếm trận vừa thành kiếm khí trên năm sáu chục thanh cự kiếm đột nhiên hội tụ lại lăn lệ ác liệt từ bên trong kiếm trận bắn ra bốn phía gần như lấp đầy cả hư không trảm trong mặt của lôi ngọc sách lóe lên một tia tàn khốc kiếm quyết trong tay chém một cái kiếm trận quay tích một vòng bên trong năm sáu chục thanh cự kiếm đều bắn ra một đạo kiếm khí khổng lồ hình dạng khác nhau chém lên bốn phía cái cục lốc màu trắng một tiếng vàng như xé vải cục lốc màu trắng mãnh liệt bị chém rách bề mặt bị chém thành vô số vết rách trong vết rách lộ ra kim quang sáng chói xa xa tận mắt thấy kiếm trận đại triển thần uy trong mắt của hàng lập hiện lên quang mang nóng bỏng hắn đã biết qua không ít kiếm trận thần diệu tuy thanh bản kiếm trận cầu long kiếm trận đều là kiếm trận thượng thừa nhưng so với kiếm trận lôi ngọc sách vừa thi triển ra thì thua kém không chỉ một bậc thông thiên kiếm phái được xưng là đệ nhất đại phái ở kim nguyên tiên vực quả nhiên trên phương diện kiếm trận chi đạo của thành tựu độc đáo không giống bình thường Ngoài ra hàng lập thấy lôi ngọc sách không xuất ra phi kiếm, mà lại dùng sợi tươi pháp tắc biến ảo ra phi kiếm thi triển kiếm trận. Hơn nữa uy lực kiếm trận lại kinh khủng như vậy, khiến cho hắn có đôi chút kinh ngạc. Văn trọng chứng kiến lôi ngọc sách thi triển kiếm trận, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Gã không ngồi yên, hai tay bấm pháp quyết vung lên. Một tiếng ong vang lên, bốn đạo kiếm quang màu vàng cực lớn bên trong linh vực của gã lóe lên lập tức bắn ra mỗi đạo kiếm quang đều lớn tầm trăm trượng phía trên phân biệt khắc đồ án tứ tượng là thanh long bạch thổ chu tước huyền vũ cũng tản mát ra kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt tuy nhiên so với kiếm trận của lôi ngọc sách thì yếu nhược hơn rất nhiều văn trọng đẩy tay về phía trước một cái bốn đạo kiếm khí bắn ra đồng thời chém lên cái cột xoáy màu trắng làm nhàm mở ra một cái linh vực màu lam đồng thời xuất ra thanh thủy lam loan liêm khi trước thi triển thần thông thủy nguyên trảm một cái vòng tròn màu lam lớn hơn 10 trượng hiện ra chém về phía cái cục xoáy màu trắng. Hùng Sơn cũng thi triển ra thần thông linh vực, hiện giờ sinh tử cận kề, gã cũng không lưu thủ, phất tay xuất ra hơn trăm thanh phi kiếm, cũng thi triển ra một kiếm trận màu vàng hình tròn lớn gần một mẫu. Một tiếng gầm trùng thiên bên trong kiếm trận phát ra, kim sắc quang mang chính giữa kiếm trận lóe lên, ngưng tụ thành một đầu kiếm lông màu vàng phóng ra, dường nành múa vuốt đánh tới cục lốc đôi nam nữ áo đen kia không hề mở ra linh vực không biết có phải là do chưa lĩnh ngộ thần thông linh vực hay không mỗi người xuất ra một kiện tiên khí nữ tử áo đen xuất ra một cái hạt châu to màu trắng phía trên phát họa vô số đường vân hoa văn màu vàng tuôn ra pháp tắc chi lực tỏa sáng lấp lánh thanh niên áo đen thì phất tay lấy ra một kiện tiên khí hình dạng như cái nhánh cây dài chừng vài thước phía trên chia thành bảy nhánh trên mỗi nhánh đều chớp động hung mang đen kịch đồng thời tản mát ra mùi vị huyết tinh tanh tưởi nhìn qua chính là hung khí tà môn hai kiện tiên khí sau khi rời tay lập tức tỏa sáng hào quang hóa thành hai đạo lưu tinh một đen một trắng hung hăng đánh lên cái cột lốc xoáy thần thông của đám người này không yếu sau khi hợp sức vết rách trên cột lốc lập tức rộng thêm vài phần mơ hồ có xu thế rách toát ra Ê, chà, chà, thông thiên kiếm trạng quả nhiên bất phàm nha đáng tiếc người lĩnh ngộ pháp tắc còn có hạn sợ tơ pháp tắc còn chưa đủ không thể hoàn toàn luyện thành bộ kiếm trạng này môn phá thiên tốn phong trụ của ta còn chưa đủ đâu xem chiêu một tiếng cười hăng hắc chối tài vàng lên tiếng cười chưa dứt bên trong lốc xoáy màu trắng chợt lóe quang mang một cái linh vực màu trắng hiện ra nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng bên trong linh vực ngập tràn vô số phong vân màu trắng biến ảo khó lường làm cho người khác không thể đoán được nhưng lại có cảm giác phu thiên cái địa dường như thâu tóm cả phong vân trên trời phạm vi linh vực màu trắng cực lớn lớn hơn linh vực của đám người lôi ngọc sách rất nhiều bao phủ toàn bộ linh vực của bọn họ vào trong mọi người nhất thời cảm thấy cả người trầm xuống, thân thể dường như rơi vào cái vũng bụng không đáy, động đậy một cái cũng vô cùng khó khăn. Linh vực của từng người cũng bị một cổ pháp tắc chi lực to lớn hung hăng tràn vào, hỗn loạn vung vẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, từng đám sợi tơ màu trắng từ bên trong linh vực màu trắng bắn ra, chừng gần trăm sợi, lóe lên, dung nhập vào trong cái lốc xoáy màu trắng. Cục lốc màu trắng đột nhiên bừng sáng, vết rách nháy mắt được liền lại như lúc đầu, hơn nữa càng trở nên dày đặc hơn, một lần nữa giam cầm mấy người vào trong đó. Xa xa ba người hàng lập chứng kiến cảnh này sắc mặt đều biến đổi. Nhất là Tô An thiến, ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm vào cái cột lốc xoáy màu trắng. Môi anh đào khẽ miếm lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo âu, không biết là đang lo lắng cho người nào nữa. Không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy nha, xem ra đám người lên ngọc sách không phải đối thủ rồi, chúng ta có nên ra tay hay không vậy? Cận Lưu nhìn về phía Tô An Thiến và Hàng Lập Mặc dù chúng ta cùng đám người lo ngọc sách không có thăm giao Nhưng dù sao cũng cùng đường Ta nghĩ vẫn là nên ra tay cứu bọn họ đi Hơn nữa nếu như cứ khoanh tay đứng nhìn á Mấy người bọn họ mà vẫn lạc ở đây Kết cục của ba người chúng ta cũng không thể tốt hơn được rồi Tu An Thiến vừa nói Vừa nhìn về phía của Hàng Lập Đã cùng nhau đi một đoạn đường Hàng Lập đã phô bày ra thực lực và khả năng phán đoán Sớm đã khiến cho trong lòng của nàng kinh ngạc không thôi Bắt đầu mơ hồ có cảm giác Coi ba người như một đội ngũ đáng tin cậy Đặc biệt tại thời khắc mấu chốt này mặc dù trong lòng cận lưu có chút không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đồng dạng theo bản năng nhìn về phía của hàng lập. Ừ, tôi đầu hữu nói đúng đó. Bây giờ chúng ta cùng với lôi ngọc sách đều trên một chiếc thuyền rồi. Hàng lập gật đầu nhẹ. Chủ ý đã định thân hình ba người đồng thời trở nên mơ hồ biến mất tại chỗ. Giờ phút này bên trong cái cục lốc màu trắng sắc mặt của lôi ngọc sách hết sức khó coi. Đôi mắt lóe lên một cái trong miệng hét lớn một tiếng gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Đồng thời hai tay của gã nhanh chóng bấm pháp quyết thiên linh cái ở trên đỉnh đầu lóe lên kim quang một nguyên anh màu vàng lớn chừng một xích thoáng hiện ra đôi tay nhỏ của nguyên anh khẽ động há miệng phun ra một đoàn máu huyết ánh vàng rực rỡ bên trong xuất hiện pháp tắc chi lực kinh người lóe lên dung nhập vào trong cái linh vực màu vàng xung quanh mà bản thân lôi ngọc sách lúc này khuôn mặt đang đỏ rực đã trở nên tái nhợt làn da trên thân bắt đầu hiện ra nếp nhăn trông già đi rất là nhiều tuy vậy linh vực màu vàng xung quanh gã đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ đồng thời khôi phục yên tĩnh Thông thiên kiếm trận bên trong linh vực cũng sáng lên mãnh liệt, sau đó tất cả cử kiếm bay vụt về, hiện ra xung quanh lôi ngọc sách, đồng thời nhanh chóng xoay tròn quanh thương gã. <laughs> trên người lôi ngọc sách phát ra một cổ kiếm ý so với lúc trước còn đáng sợ hơn mấy phần. Một cử kiếm màu vàng hư ảo mờ mịt hiện ra, bên trên cử kiếm còn vẽ chằn chịt văn tự hình chim. Kiếm khí lăng lệ ác liệt không ngừng bốc lên, phản phước như nó muốn xé trời mà đi. Hư không xung quanh cử kiếm hư ảo này rung động lắc lư không ngừng tiếp đó trực tiếp vỡ vụn tan biến. Trắm Hai tay của lôi ngọc sách vung lên, cử kiếm hư ảo lập tức bắn ra, chém xung quanh cục lốc xoáy màu trắng. Những nơi cử kiếm đi qua hư không phát ra tiếng xoẹt, giống như trang giấy bị xé thành hai nửa. Ha, có thể lĩnh ngộ thông thi kiếm trận đến trận độ này, nhưng đáng tiếc, tù của người quá yếu, phá cho ta! Thanh âm chối tay từ trong cục lốc xoáy lần nữa vang lên, kèm theo một tia ngưng trọng. Âm thanh đó vừa dứt, bên trong cục lốc màu trắng truyền ra âm thanh hí hí liên hồi. Đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh móng chân thú màu trắng to bằng cả một căn phòng. Ngay phía sau là một loạt tiếng gầm rú chói tai, từng sợi tơ pháp tắc màu trắng bên trong linh vực ẩn hiện mà ra, chừng hơn 100 sợi đều lóe lên rồi dung nhập vào trong hư ảnh móng chân màu trắng. Hư ảnh móng chân màu trắng vốn có một chút mông lung lập tức hiện ra rõ ràng, chính là một cái móng ngựa màu trắng hung hăng đạp mạnh xuống. Tại chỗ móng ngựa màu trắng đạp xuống, không gian phía trước rung động giống như mặt nước, sau đó âm một tiếng bạo liệt ra, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng không gian to lớn. Móng ngựa không ngừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua lỗ thủng không gian, hung hăng dẫm trên mũi cửa kiếm hư ảo. Một tiếng vang kinh thiên động địa, sau khi chỗ móng ngựa màu trắng đánh tới cửa kiếm hư ảo, truyền ra một trận ba động dập dần kịch liệt, toàn bộ hư không theo đó mà chấn động, bốn phía hiện ra từng vệt trạng nứt, lóe lên liên tiếp rồi biến mất chỉ thấy móng ngựa kia bị cự kiếm hư ảo xuyên thủng bạo liệt ra nhưng cự kiếm hư ảo cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành vô số điểm lưu quan màu vàng rồi phiêu tán ra lốc xoáy màu trắng bị dư âm của hai vật va chạm ảnh hưởng đến cũng rung động kịch liệt phía trên hiện ra từng vệt nước sau khi móng ngựa màu trắng bạo liệt hơn một trăm sợi pháp tắc tinh ti kia liền nổi lên vậy mà không bị hao tổn chút nào vẫn ống ánh như lúc ban đầu hơn một trăm sợi pháp tắc tinh ti vừa mới động chuẩn bị tập hợp lại bay tới cái lốc xoáy màu trắng nhưng vào thời khắc này, hai cái linh vực màu lam đột nhiên nổi lên, bao phủ tất cả vào bên trong. Xuất hiện đồng thời với linh vực là một thanh băng kiếm màu lam sắp xỉ trăm trượng và một cái nắm đấm màu xanh lam như tòa núi nhỏ ở ngay bên cạnh cái lốc xoáy màu trắng. Chúng cùng lúc đánh vào khiến cho lốc xoáy màu trắng rung rẩy kịch liệt, vết rạn phía trên lần nữa lớn thêm một chút nữa nhưng vẫn không bị phá vỡ. <laughs> Hai các người lén lút trốn ở một bên cho rằng ta không phát hiện ra hay sao bằng chút thực lực ấy của các người cũng muốn phá thần thông của ta hả đi ra cho ta thanh âm bén nhọn cười ha ha đồng thời hào quang trong linh vực màu trắng quay cuồng đón gió ngưng tụ hóa thành một bàn tay màu trắng to lớn trảo xuống một chỗ trong hư không bên dưới vang lên một tiếng thật lớn chỗ bị đại thủ vô xuống bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lam quang chói mắt tiếp theo hai đạo nhân ảnh lão đảo xuất hiện chính là tô an thiến và cận lưu bị bàn tay to lớn màu trắng theo sát phía sau bắt được nhưng vào thời khắc này hư không gần cái cục lốc xoáy màu trắng lại lóe lên lần nữa một đạo chỉ ảnh màu vàng dài 10 trượng to bằng vải nước từ trên trời đâm xuống tản mát ra một cổ khí tức lăng lệ xuyên thủng hết thảy hơn nữa đầu ngón tay còn bạo phát ra đạo đạo tia chớp màu vàng những tia chớp màu vàng kia không phải là lực lượng lôi điện mà là do khí tức chỉ ảnh màu vàng vặn vẹo hư không hình thành tia lửa chỉ ảnh màu vàng điểm trên cái lốc xoáy màu trắng bạch quang mặt ngoài lốc xoáy chớp động cố sức liều mạng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn hào quang của cái cục lốc xoáy màu trắng cuồn thiểm rồi lập tức phát ra một tiếng nổ lớn bạo liệt ra phiêu tán biến mất đám người lôi ngọc sách mắt thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ vội vàng bay ra bên ngoài hợp lực xông lên bay ra khỏi cái linh vực màu trắng thời gian pháp tắc kẻ nào phá thần thông của ta nếu dám ra tay cần gì phải trốn trốn tránh tránh không dám hiện thân thanh âm bén nhọn không chú ý đuổi theo đám người lôi ngọc sách cất giọng quát ánh mắt quét qua bốn phía ta vẫn luôn đứng ở chỗ này chỉ là các hạ không phát hiện ra thôi một nơi nào đó trong hư không bên ngoài linh vực màu trắng lóe lên kim quang thân ảnh của hàng lập bỗng nhiên hiện ra mỉm cười nói sau khi tu dưỡng gần một ngày các loại thần thông cùng chân ngôn bảo luân trong thể nội của hắn đã khôi phục được một phần rồi lúc vừa mới tới gần nơi đây hàng lập liền thi triển thần thông ẩn nấp vạn khiếu không tịch thuật cùng đại ngũ hành huyễn thế quyết hoàn toàn tránh được dò xét của thương ảnh màu trắng suốt kỳ bất ý thi triển thần thông kinh thiên chỉ nhất cử phá cái cục lốc màu trắng Thương ảnh màu trắng kia nhìn thấy hàng lập đột nhiên xuất hiện mà trước đó không có dấu hiệu nào thần thức của gã hoàn toàn không thể dò xét được trong lòng lập tức cả kinh bởi vì kinh ngạc mà người này nhất thời phân tâm bàn tay lớn màu trắng đang bắt lấy tu an thiến và cận lưu hơi chút cứng đờ hai người tu an thiến lập tức nắm lấy cơ hội thân hình uốn éo hóa thành hai đạo lam quang vặn vẹo dãy mạnh mà thoát ra khỏi bàn tay lớn màu trắng ra ngoài bay về phía của hàng lập liên tiếp bị người từ trong tay chạy thoát trong lòng thân ảnh màu trắng rất là tức giận không chút nghĩ ngợi đưa tay đánh ra một kích bàn tay lớn màu trắng kia lập tức giống như lưu tinh bán ra cơ hồ trong chớp mắt đuổi kịp hai người tô an thiến hung hăng trạo xuống một cái đại thủ màu trắng lúc này phát ra hào quang rực rỡ còn chưa hạ xuống thì một cổ khí tức khủng bố giống như có thể đập vụng hư không đến trước một bước bao phủ trên thân tô an thiến và cận lưu khiến cho thân ảnh hai người đang phi độn trở nên trì trệ nhưng vào thời khắc này, hư không phía trước chấn động cùng một chỗ, một quyền ảnh màu vàng giống như cái tòa núi nhỏ nổi lên, bên trong vô số lưu quang phù văn màu vàng chớp động, tản mát ra một vầng sáng màu vàng mênh mông cuồn cuộn, cùng cái bàn tay lớn màu trắng kia chạm vào nhau. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Đại thủ và quyền ảnh đồng thời vỡ vụn ra, hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt, hiện ra đạo đạo vết nứt. Thân thể của hàng Lập ở nơi xa đại chứng phải lùi về sau một bước, mà bên trong lốc xoáy màu trắng, thân ảnh màu trắng kia cũng lắc lư một cái. bàn tay lớn màu trắng bị đánh nát, lực lượng giam cầm trên thân Tô An Thiến và Cận Lưu lập tức biến mất. hai người vội vàng lần nữa bắn ra, trong nháy mắt hạ xuống bên cạnh của Hàng Lập. cùng lúc đó mấy người Lôi Ngọc Sách cũng lập tức bay vụt tới, tụ hợp một chỗ cùng với Hàng Lập, Tô An Thiến, Cận Lưu. Tô Đào Hú, Cẩn Đào Hú, Thạch Đào Hú, các người cũng tới rồi, Vừa rồi đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ nha. sắc mặt tái nhợt của Lôi Ngọc Sách đã khôi phục vài phần huyết sắc rồi chắp tay về phía tô an thiến cận lưu còn có hàng lập nói ra mặc dù ý nói chuyện với ba người nhưng ánh mắt thủy chung chỉ nhìn một mình tô an thiến ung nhu như nước người cứu các ngươi thoát ra không phải là ta và cận lưu mà là thạch đầu hữu những lời cảm tạ này á người đi nói với hắn thôi tô an thiến tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình của lôi ngọc sách miệng từ tốn nói thạch đầu hữu đa tạ cứu giúp lôi ngọc sách nghe như vậy nhìn về phía của hàng lập trên mặt hiện lên nét kinh ngạc trong miệng một lần nữa nói lời cảm ơn những người khác nghe như vậy thân sắc cũng tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn quay về phía của Hàng Lập liên tục nói lời cảm tạ. Chỉ có Lam Nhan đã biết rõ thực lực của Hàng Lập cũng không giật mình chút nào, thần tình trên mặt âm trầm bất định, các loại thân sắc phẫn hận, kinh hoảng, kiên kỵ theo thứ tự mà hiện lên. Hàng Lập hơi gật đầu với bọn người lôi ngọc sách, đối với phản ứng của Lam Nhan cũng không để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi bốn người màu trắng kia. Mặc dù hắn suốt kỳ bất ý phá được cái lốc xoáy màu trắng, nhưng thực lực thân ảnh màu trắng kia rất là mạnh, hắn không dám phân tâm chút nào. Cũng may giờ phút này đám người Lôi Ngọc Sách đã thoát khốn, dưới sự liên thủ của mọi người, tình thế cuối cùng xoay chuyển lại. Không tệ, không tệ, cuối cùng có một tên có chút thực lực tái rồi, không uổng công không lão tổ ta dứt giả chạy đi chuyến này. Thân ảnh màu trắng im lặng một chút, cười lên ha hả nói, trong tiếng cười, sợi tinh thi màu trắng tán loạn bốn phía đều bắn ra chui vào trong thể nội của người nọ. Cột lốc xoáy quanh người y đột nhiên ngừng lại, nhanh chóng tiêu tán hết. Thương ảnh bên trong hiện ra lại là một đầu ngọc mã màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, trên sống lưng mọc ra cái bờm ngựa màu trắng, tuyết. trên sống lưng mọc ra một cái bờm ngựa màu tuyết trắng, nhìn rất thần tuấn. Giờ phút này Bạch Mã đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước giống như người, một cái thì bắt chéo ở bên hông, một cái khác thì lại cầm một cái tẩu màu xanh, hút trước điệu nghệ, nhấp nhã khối thuốc. Bọn người hàng lập thấy rõ thường ảnh đối phương đều lắp bắp kinh hãi. Xin hỏi tính danh các hạ Ngay từ đầu đúng là hàng lập kinh ngạc thoáng một chút Nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh Ánh mắt nhìn lướt qua cái lông bùm trên lưng của bạch mã hỏi hey, đúng là con mắt dụng về Vậy mà không biết bản lão tổ Nhớ cho kỹ đây Bản lão tổ chính là lợi kỳ mã Tiểu tử, người bản lĩnh không kém nha Tu luyện chính là thời gian pháp tắc Nhục thân cũng phi thường cường đại Rất hợp tính khí lão tổ ta Đến đây, trước tiên chúng ta đại chiến 300 hiệp nè ánh mắt của lợi kỳ mã phát ra chiến ý mãnh liệt buông tổ thuốc trong tay ra liền muốn tiến lên bất quá vào thời khắc này đột nhiên ánh mắt của y lóe lên khẽ hừ một tiếng dừng thân hình lại linh vực màu trắng chung quanh lợi kỳ mã lóe lên rồi biến mất ngoài thân lóe lên bạch quang hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay về phía xa tốc độ cực nhanh trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích hàng lập vốn đã chuẩn bị xuất thủ nào biết đột nhiên lợi kỳ mã kia lại nói đi là đi đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu cả cảm thấy mờ mịt không hiểu nổi những người khác cũng hai mặt nhìn nhau có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá thực lực của lợi kỳ mã kia cực mạnh, giờ phút này đột nhiên rời đi cũng là chuyện tốt. Nhất là bọn người lôi ngọc sách đã kịch chiến cùng lợi kỳ mã đến bây giờ, tiên linh lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa rồi, rất cần thời gian khôi phục. Trong lúc nhất thời vội vã lấy ra đan dược ăn vào. Tơ đậu hổ các người tới đây khi nào vậy? Lôi ngọc sách thổ nạp một lát ngăn chặn thương thế do lúc trước kích phát tiềm năng, rồi hỏi thăm tình cảnh ba người tô an thiến khi tới đây. Tù An Thiến nhìn phía xa, phản phước giống như không nghe thấy câu hỏi của lôi Ngọc sách, còn hàng lập thì lộ ra vẻ mặt do dự, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó, không nói gì. Cận lưu ở một bên nhìn thấy cảnh này, tiến lên tiếp chuyện, nói đại khái quá trình bọn hắn trải qua đoạn đường này tới đây, bớt quá một chút sự tình bí ẩn tỉ mỉ như việc lấy được tổ trùng trên đường, việc y giấu giếm những người khác trong không gian tiên khí cũng không nói ra mà che giấu đi. Hàng lập nghe những lời này trong lòng hơi động liếc qua gã, sự tình tổ trùng thì không nói, cùng việc cận lưu dùng không gian tiên khí giấu những cái tu sĩ thiên thủy tông khác, hắn cảm thấy không hề bình thường, chỉ sợ ở trong đó có chuyện kỳ quặc, vì vậy dùng ánh mắt thăm dò. Cận lưu chú ý tới ánh mắt của Hàng Lập, lập tức nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia bao hàm ý cảnh báo nhẹ nhẹ. Hàng Lập đạt được kết quả thăm dò trong lòng hơi lạnh, nhưng cũng không có ý tứ vạch trần việc này, dời ánh mắt đi. Cận lưu thấy như thế trong lòng buông lỏng, tiếp tục bắt chuyện cùng với lôi ngọc sách cũng hỏi thăm đối phương trên đường đi đã trải qua những gì. Lôi Ngọc Sách cũng nói qua một lượt những chuyện trải qua trên đường, đại khái giống như bọn họ bên này. Con đường đi tới cũng gặp phải không ít nguy hiểm, người đồng hành dần dần tổn thất hầu như không còn. Trong đó không thiếu những người mất tích ly kỳ, sau khi trải qua một phen khó khăn trắc trở, bây giờ chỉ còn lại có 5 người này. Bởi vì không có đường lui, hơn nữa không cam lòng, những người này liền quyết định tiếp tục đi về phía trước, để xem có thể tìm được một chút hy vọng sống nọ hay không, hoặc là tìm được một chút cơ duyên hơn nửa ngày trước bọn họ lại gặp phải lam Nhan lẻ lôi một mình tại cái tầng này liền đồng hành cùng một đoạn đường kết quả bị lợi kỳ mã kia đột nhiên tập kích đành phải chiến đấu liên tục cho đến bây giờ xem ra cho dù đi con đường kia bên trong tới nguyệt tháp này đều hung hiểm dị thường lúc trước chúng ta mấy trăm người tiến nhập tháp nghĩ không ra giờ này chỉ còn lại có mấy người chúng ta thôi cận lưu có chút hoài nghi đối với quá trình mà lôi ngọc sách nói nhưng cũng không có vạch trần dù sao chính y cũng che giấu rất nhiều chuyện, trên mặt làm ra vẻ bi thống, thở dài nói. Bộ người lôi ngọc sách nghe như vậy, thân sắc cũng ảm đạm một trận, chỉ có điều rốt cuộc có mấy phần tình cảm chân thực thì không ai biết cả. Lâu đầu hữu nè, tính tình lợi kỳ mã kỳ kỳ quái vậy, mặc dù đột nhiên rời đi, nhưng khó đảm bảo sau đó sẽ không quay lại. Chúng ta ở đây tụ hợp, tiếp theo liên thủ hành động, cùng song sáo tòa tới nguyệt tháp này, như thế nào? Cận lưu rất nhanh thu hồi vẻ bi thống, thương lượng hành động tiếp theo. Đương nhiên lôi mẫu cầu còn không được nữa Kế tiếp nó còn xin cận đậu hữu Thạch đậu hữu, tô đậu hữu chỉ giáo nhiều hơn Lôi Ngọc Sách nghe như vậy vui mừng Nhìn tô ăn thiến một chút Trong mắt hiện lên quan mang kích động lập tức nói ra Những người bên đội lôi Ngọc Sách Vừa mới thấy ba người cận lưu triển lộ thực lực Nhất là hạt lập có chỗ hơn người Tự nhiên đối với việc hai đội sát nhập không có ý kiến gì Đều gật đầu Tuy rằng Lam Nhan không muốn đồng hành cùng Hàng Lập, nhưng một mình nàng thấp cổ bé họng có phản đối cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thế nên giữ im lặng không nói gì. <laughs> lời đậu hủ nói quá lời rồi, nơi đây không thể ở lâu đâu, chúng ta nên lên đường thôi. Cận Lưu cười cười rồi nói ra. Sau khi nghỉ ngơi một lát, đám người đã khôi phục lại một chút nguyên khí, lập tức xuất phát, bay về phía trước. Không chịu ảnh hưởng của thần thông lợi kỳ mã tạo ra, cuồng phong gào thét nơi đây đã nhỏ yếu hơn phần nữa, không còn ảnh hưởng đến phi hành nữa. Bất quá một đoàn người vì lo lắng lợi kỳ mã khi xuất hiện, không dám phi động với tốc độ cao nhất, hạ thấp tốc độ xuống chừng phân nửa để ứng đối tình huống bất ngờ Lôi đậu hữu các người đến tầng này sớm hơn chúng ta có từng phát hiện ra cánh cửa không gian thông lên cái tầng trên không vậy trong khi phi độn tô an thiến đột nhiên nhìn Lôi ngọc sách rồi hỏi à, à kỳ thật á chúng ta cũng vừa mới đến đây không lâu còn chưa kịp hảo hảo dò xét liền bị lợi kỳ mã khi một mực dây dưa đến vừa rồi cho nên tình huống ở tầng này còn chưa hẳn là quen thuộc hơn ba vậy đâu trước câu hỏi của mỹ nhân Lôi ngọc sách vội vàng đáp lời Tô An Thiến nghe như vậy thì ồ một tiếng không hỏi thêm nữa. Khó được Tô An Thiến tiếp lời, Lôi Ngọc Sách mừng thầm ở trong lòng, đang muốn lại tìm thêm chủ đề nói chuyện. Lôi đậu hữu nè, liên quan tới cái tên lợi kỳ mã kia, các người có biết thêm gì không vậy? Hàng Lập đột nhiên bay tới, chen vào hỏi. Thạch đậu hữu hỏi lời này là có ý gì vậy? Lôi Ngọc Sách bị cắt ngang câu chuyện, trong lòng thoáng có chút không vui nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lôi đậu hữu chắc hẳn cũng phát hiện ra, Tuế Nguyệt Tháp này chính là nơi năm đó Thái Tuế Tiên Tôn cầm tù yêu ma. Lợi kỳ mã kia hẳn là yêu ma bị giam giữ ở tầng này. Các người giao thủ gì khá lâu rồi, ta thấy tính cách lợi kỳ ma kia lanh lẹ, lại ưa thích nói chuyện nữa. Trong khi nói chuyện cùng các ngươi hẳn là tiết lộ một chút tin tức rồi. Hàng Lập không phát hiện ra được lôi ngọc sách không vui, tiếp tục nói. À, à, cái này chúng ta giao thủ cùng với lợi kỳ mã khá lâu, cũng từng nói chuyện, nhưng lợi kỳ mã kia không nói gì thân phận của nó, bất quá nhìn thực lực mạnh mẽ của nó hẳn là yêu ma bị giam giữ ở tầng này rồi. Lôi Ngọc Sách chần chờ một chút rồi nói ra, giờ phút này sắc mặt của gã bất động nhưng trong lòng lại ảo não, lúc trước đại chiến cùng lợi kỳ mã, bọn gã chỉ lo lắng đánh nhau sống chết, đối phương nhiều lần nói chuyện nhưng bọn gã đều không để ý tới, nếu lúc ấy mà chịu để ý tới lời nói của tên kia nhiều một chút có lẽ môi ra thêm không ít tin tức hữu dụng rồi. Đương nhiên Lôi Ngọc Sách tuyệt sẽ không nói ra việc này nếu không lại để cho Tô An Thiến nhìn gã chê cười rồi. Hàng lập nghe như vậy trên mặt hiện lên vẻ từ chối cho ý kiến cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó trên đoạn đường đi, đoàn người không nói một lời nào, chẳng qua là không ngừng bay về phía trước. Thạch đạo hữu, ngươi cảm thấy lời ngọc sách vừa rồi suy đoán có gì sai không vậy? Một lát sau, Tô An Thiến nhích lại gần hàng lập truyền âm hỏi. Tô đạo hữu vẫn còn nhớ rõ tại tầng thứ tư chúng ta đã phát hiện mấy cộng lông màu trắng kia không? Hàng lập truyền âm hỏi lại. Mấy cộng lông kia xác thực có chút tương tự với lông bờ ở trên người lợi kỳ mã. Tô An Thiến cũng là người thông tuệ, lập tức minh bạch ý tứ của hàng lập. Không, không phải, phải tương, tương tự đâu, ta khẳng định là giống Để nhau. mặc dù không biết cái biết lông bùn da hỏa này sao lại xuất hiện ở tầng thứ tư, vì vậy không nên coi nơi này chỉ có một tù phạm, phạm lợi hại là lợi, 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 lợi kỳ mã mới đúng. Hằng lập cười cười, từ tốn nói. Tô An Thiến nghe như vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, chậm rãi gật đầu. Bày ở phía trước, Lơ Ngọc Sách phát giác được Hàng lập và Tô An Thiến xì xào bàn tán, trong mắt hiện lên một tia ánh lửa, nhưng lập tức biến mất. Một đoàn người bay về phía trước một đoạn thời gian, cận lưu bay đầu tiên phát ra một tiếng thở nhẹ, dừng thân hình lại. Những người khác thấy như vậy cũng đồng loạt dừng động quan lại, nhìn tới phía trước một cái, khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy phía trước đứng vững một ngọn núi cao lớn có chút cổ quái, phía trên dưới hai phần, mỗi phần đều có hình dáng tròn trịa, dưới lớn trên nhỏ chồng lên nhau, phản phất như một cái hồ lô khổng lồ. Dưới chân ngọn núi là một khu cung điện màu xanh đen tọa lạc, từng tòa nối tiếp nhau, nhìn phản phất như một khu hoàn thành, chiếm diện tích hai ba mươi mẫu, kiến trúc cơ bản tương tự cùng tòa cung điện gặp ở hai tầng trước. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cánh cửa không gian thông lên tầng trên hẳn là ngay trong khu cung điện này. Đám người một đường đi tới, ý nghĩ đều giống nhau, nhưng không có ai lập tức bay xuống dưới. Bởi vì dựa theo lẽ thường phỏng đoán, nếu cánh cửa không gian kia thực sự ở chỗ này, lợi kỳ mã kia bảy tám phần cũng ở nơi đây. Ai cũng không muốn đi đối mặt với rủi ro này trước cả. Lúc trước lợi kỳ mã kia thừa dịp người hai đội chúng ta phân tán hai nơi mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù như vậy, với sự hợp lực của chúng ta tạo áp lực, cuối cùng không phải là nó chạy trối chết sao chứ bây giờ tất cả chúng ta liên thủ hành động cho dù chính diện chiến đấu cùng lợi kỳ mã kia tin tưởng có thể chiếm được thượng phong thì sợ gì chứ hơn nữa ta thấy ở trong cung điện phía dưới ẩn ẩn bảo quang bên trong hẳn lại có dấu trọng bảo đi thôi xuống dưới hảo hảo dò xét một phen lôi ngọc sách cất cao giọng nói nghe phân tích đạo lý rõ ràng trong lòng những người khác đã định lại nghe trong cung điện phía dưới có bảo thì càng thêm động tâm liền theo lôi ngọc sách dẫn đầu đáp xuống cung điện phía dưới Hàng lập cũng theo đám người này bay xuống, rất nhanh hạ xuống phía trước một tòa cung điện ở ngoài cùng. Đại môn cung điện mở ra, phía trên treo một cái tấm biển màu đồng cổ, dùng kim phấn viết ba chữ to, mình tầm cung. Hết tập 249, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashadio.